Đông nhờ. Ngày xưa thì Linh học thì ít người lắm các bạn, bây giờ thì đông quá. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mê Linh. Hôm nay là một cái video rất là khác trên kênh của Thảo Mê Linh, thì mọi người thấy rằng là hôm nay Linh đang mặc đồ thể thao để đi ra đây có thể đá bóng cùng với các em. Thì nói thật với các bác là ngày xưa thì Mỹ Linh là một người rất là đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Thì trong những thời gian này thì Linh cũng rất là bận để đi vào những thôn bản để giúp đỡ bà con, thế nên cũng không có cái thời gian để buổi chiều có thể ra để tiếp tục ở đây để chơi bóng đá cùng với tất cả mọi người, hoặc đặc biệt là bà con ở đây. Thì hôm nay thì Linh đang có mặt tại đây, thì mọi người cũng biết là cái chương trình hôm nay nó rất là đặc biệt ở trên kênh của Thảo Mê Linh. Đó thì cũng cái trung tâm này thì cũng đã mở cho các em ở cái khu vực toàn huyện Mèo Vạc có thể là theo học ở tại cái trung tâm này. Đó là trung tâm của một người thầy, đó là thầy của Mỹ Linh, là trước đây đã dạy Mỹ Linh đá bóng từ rất là lâu rồi, đó tên là thầy Bình. Và cái trung tâm này là trung tâm của Bình Pháp Sư nha các bác nhá. Thì cái trung tâm này thì đã mở được vài năm rồi, thì cũng thấy các em cũng ra tập luyện cũng rất là vất vả. Thì trước đây thì Linh cũng là một người thích đá bóng và cũng rất là thích những bộ quần áo hay là những đôi giày mà được mọi người mua tặng cho hay là như thế nào. Thì trong cái chương trình hôm nay thì Linh lại tiếp tục quay trở lại cái trung tâm của Bình Pháp Sư này. Và trong cái chương trình hôm nay thì Linh cũng đầu tư là ủng hộ cho các em, đặc biệt là các em nhỏ ở đây là trong cái khu vực toàn huyện Mèo Vạc, là tổng với số tiền là Linh ủng hộ cho các em mua là 38 bộ quần áo, là tổng cộng là 5 triệu đồng. Đó thì Linh sẽ ủng hộ cái số tiền là 5 triệu đồng trích từ cái phần lương tháng của Mỹ Linh để gửi tặng lại món quà này cho các em đây. Thì món quà đó thì thầy của Mỹ Linh đã chia cho một ít cho các em lớn rồi, còn các em nhỏ thì vẫn chưa được phát. Thì hôm nay mời tất cả mọi người theo chân Mỹ Linh đi vào trong sân bóng cỏ nhân tạo của huyện Mèo Vạc để xem các em nhỏ trong này đang tập thể thao thế nào nhé. Quần áo thì trước thì thầy đã phát rồi các bác. Đây quần áo thì Linh cũng mua ở đây. Đó thì cái này là quần áo mà Linh chuẩn bị cho các em đó các bác. Thì một phần thì thầy đã phát rồi. Đây mọi người thấy đây, trung tâm Bình Pháp Sư nhá. Thì thầy đã để lại một cái mark của Mỹ Linh, là kênh YouTube của Mỹ Linh đây luôn. Đó để quảng bá cho kênh Mỹ Linh. Đó rất là cảm ơn thầy. Một món quà nhỏ thôi nhưng mà nó ấm tình người các bác. Bây giờ mọi người theo chân Linh đi vào trong này. Hôm nay thì mọi người sẽ đi xem Linh đá bóng thế nào nhé các bác nhé. Nhiều bác thì cứ nghe Mỹ Linh bảo là Mỹ Linh biết đá bóng, nhưng mà thực sự là hôm nay mọi người vừa xem video của Linh để xem Linh đá bóng nào. Lâu lắm rồi không ra sân, hơn một năm trời đấy. Cái trung tâm này nó rất là đông các bác. Xin chào nhá. Anh rồi, đây anh Linh nhá. Anh rồi. Anh Linh là người học trò của thầy nhá. Chào em. Đây là thầy giáo của Mỹ Linh các bác. Đó. Đây là thầy Bình nhá các bác nhá. Thì quần áo thì thầy đã phát cho một số em rồi đúng không? Tất cả là anh Linh ủng hộ, là tất cả là 38 bộ quần áo nhé. Trong đó thiếu niên là bộ áo đỏ này, mấy bạn áo đỏ ra đây. Là các bạn ý bắt đầu đã trang phục mặc rồi. Đây là bộ quần áo, nhìn nào những thằng mặc quần áo ra đây. Quần áo đẹp nhiều. Đây nhá, bộ áo này là năm mới nhá, anh Linh anh răm mừng tuổi cho các cu nhá. Còn tiếp theo là cái đội nhi đồng nhá. Thì anh Linh anh phát cho các em nhi đồng đây. Đó thì ông cảm ơn thầy đã dìu dắt các em đây, mong là sau này là những mầm non tương lai đây à. Chẳng may là ai mà may mắn thì vào đội tuyển quốc gia hay sao nhỉ? May chắc thằng heo được. Chuẩn nhất à. Thôi cố gắng. Đời đi bây giờ này. Thế là từ từ á, thì dội gì nhỉ? Trung tâm của mình là có bao nhiêu học sinh?
tâm của thầy bình thường là trước ở sân ngoài cái đông, sân sân này nó nhỏ quá, nên là cái mặt sân này nó chưa làm lại. Đúng quá đúng không? Tay thôi, bàn chân nhau. Đồng nó sinh hoạt tầm từ 18 đến 19 em. Vâng. Thiếu niên thì nó khoảng 20 đứa. Trung tâm này thì nó tầm 40 cháu. 40 đến 50 học sinh thôi các bác. Và thầy dạy rất là free luôn nhá. Giá thành thì nó thực sự là cũng chỉ gọi là cái tiền nó để ủng hộ và cho các em uống nước thôi. Với lại giải tiền sân bãi. 200.000 một khu chơi một tháng. 200.000 chơi một khu một tháng. Nó giá thành khá là rẻ các bác. Thầy chủ yếu là đào tạo các em đây để sau này có những mầm non sau này những em đây thôi. Nói chung là trung tâm mà phát triển được đấy đấy. Thế nha, đây anh Linh này trước là bé như các khu học bóng như thầy đấy. Đấy bây giờ ra là anh này tri ân thầy này, vừa là tri ân thầy vừa là nghĩ đến các em này, quần áo là anh ra anh mua, vừa là tặng các em thầy để thầy trang bị cho các cô chơi đấy. Anh có lòng mình để tập tành nó là mình biết vào nhé, cố gắng nhá. Rồi sau này lại chẳng may là ai mà vào đội tuyển quốc gia là mừng lắm ấy. Anh Linh này đi đá mấy giải league rồi đấy, vô địch mấy giải league rồi đấy. Ôi giời, không dám. Có một năm là đá. Còn các em này là chưa được đúng không thầy? Đúng rồi, đây nhiều đấy. Thế thì em phát luôn nhá. Ừ. Có gì thì số sai gì thì tí về thầy chia lại sau. Ok. Đây, anh Linh gửi tặng nhá. Thế là cái này là đủ cho hết tất cả học sinh luôn đấy. Đủ hết luôn. Cầm đi tí thầy các chia số cho nhá. Thầy đã lên số hết rồi. Người ta có thì cứ cầm đi để anh quay đi. Cái này để ở đây cho thầy đọc tên thì phát lại cho. Thầy phát lại cho nhá. Đông nhờ. Ngày xưa thì Linh học thì ít người lắm các bạn, bây giờ thì đông quá. Của em 18 một bóng hai 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 bóng. Vui quá các bác, rồi. Nào để gọi vào đây, để gọi đây ông Tình đây. Nào có mặt vua để chơi không? Cho anh Linh anh quay, tập chơi một tí anh Linh anh quay không? Có bây giờ thì đang là bắt đầu là đọc tên để chia áo cho các em, tại vì là các em đã được lên số hết rồi. Đó. Anh Dũng số 10. Anh Dũng số 10. Rồi. Long Nhật số 18. Minh Vũ số 22. Hôm nay là cái chương trình nó rất là khác ở trên kênh Mỹ Linh các bác. Nói chung là cũng chỉ muốn là tri ân các em một chút. Duy Linh cơ. Vui không cơ? Giao Huy số 9 kìa. Trường Hải số 29. Quần áo để các bác xem rất là đẹp. Đứng mặc lồng vào luôn. Đẹp đấy nhờ, quần áo đẹp đấy. Anh Tuấn số 97. Anh Tuấn 2. Có mới là để cho các em nào có thể tập rồi nhá các bác. Hải Đăng 45. Ít tuổi này mà là anh cơ à? Hả? Lớp mấy rồi? Lớp 7 à? Đấy, đẹp trai đấy nhờ. Nhưng mà nhớ dọn rác vào nhá. Ai mặc xong rồi nhớ dọn rác vào nhá. Bảo Toàn số 23. Bảo Toàn đâu rồi? Để cho con mình quần áo về. Bảo Toàn số 23. Luôn quần áo của mình tí là cầm về luôn. Đó, quần áo tí này. Đông chưa? Nói chung là đây hôm nay còn ra gọi là lứa nhỏ ra trước rồi, còn lứa lớn thì nó chưa ra. Lứa lớn nhiều người hơn. Ok, đang quay đây. Đẹp đấy. Đẩy luôn nhá, bóng sát bóng lên. Bóng lên. Chủ yếu là làm màu nhiều thôi.
Linh ở đấy, Linh đệm nó. Vâng. Linh đệm đấy. Đấy, các bạn nhìn Linh từng bóng đi ạ. Lâu lắm Linh cũng đá bóng rồi. Đấy, thấy chưa? Từng bóng này điệu nghệ lắm ấy. Nhìn Linh biểu diễn cho các bạn xem nhá. Ui đây Linh biểu diễn này. Đấy. Đấy. Hay chưa? Hay chưa? Nhìn Linh vô lê này. Lâu lắm rồi không ra sân rồi các bác. Được thế cho các em sút tí ra mà tí các em là đá cùng với nhau rồi nhá. Anh đi làm nền luôn. Đẩy đi. Ấy. Vô đây. Không phải à? Vâng. Đấy. Lên luôn. Bốc luôn. Nhà bóng luôn. Lâu lắm rồi mình không ra sân nhưng mà chân vẫn dẻo lắm không? Lại mắt hơi kém rồi. Bóng căng lên. Căng chân lên, căng chân lên. Đấy, sức lên nào. Chân phải đúng không? Đấy, vào hết lực. Có đấy, ui dồi. Siêu phẩm. Nói chung là các bác nào mà yêu đam mê bóng đá ở trên vùng cao rất là khó khăn, chỉ cần là các bác ai mà có lòng hỗ trợ các em những bộ quần áo hay là những đôi giày thì Linh cũng cảm thấy nó rất là quý rồi. Ok đấy, có đúng không? Hay đấy. Thế mà đội lớn này đá nào xem chút thế nào. Đá nào. Đấy. Tốt đấy. Tốt đấy. Ui, đòn này sút tốt. Đây, đúng rồi. Hay. Quá hay cơ mà. Linh thì chỉ làm màu thôi, không đá. Đâu, cậu bé nhất đội sút thế nào? Số 15 sút thế nào? Hơi xa đúng không? Đi luôn ơi. Lên 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 lên. Bóng bóng đi. Rồi, ôi giời. Bên trái à? Đâu ai làm tường rồi, để anh thử đá rồi. Làm mẫu cho. Mình biểu diễn cho các em xem. Ai đi làm tường nào? Đi xéo. Đâu ai làm tường tốt nhất rồi này. Xéo. Anh chút này. Đâu đó cũng đá bóng rồi các bác. Úi dồi ôi, hơi xa, khó đấy. Hay đấy. Được đấy. Phải lấy đà cái bước chân trụ của mình lên trước tí. Lâm ơi. Lâm ơi. Trụ phải lên trên một tí rồi mình mới sút được, mình đúng là đà chứ. Đây, Linh sút lại mẫu cho các em xem là nó có hay không. Lúc
chuẩn bị sút cái chân của mình cứng lên một tí là được. Sút đi nào, số 23 Hà Giang. Sút hết, hết lực lên. Tốt đấy. Tiếp tục, tiếp tục. Nào vào sút đi, rồi sút đi. Sút nhiều mới tập nhiều mới giỏi được. Thực sự với các bác là lâu lắm rồi Linh với ra sân đây để đá bóng cùng với các em này. Thực sự là hôm nay nó là một cái không khí khá vui. Đó, cái món quà của Linh tuy là nhỏ nhưng mà có thể mang lại được cái niềm vui cho các em thì Linh cũng cảm thấy là rất là tự hào rồi, rất là vui. Cũng là cảm ơn trong thời gian vừa qua quý cô bác quý khán giả luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thằng Mỹ Linh ngày một phát triển. Rất mong là trong những năm tới các bác luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thằng Mỹ Linh để Linh có thể lan tỏa được những yêu thương đến không chỉ các em đây hay là bà con ở trong thôn bản hay là những khu vực khác để họ có thể là bớt đi được những khó khăn trong cuộc sống. Ôi sút đi nhở, không sút ạ. Ai sút vào mai anh mua tặng một bộ quần áo. Đấy, đây các bạn. Rồi, sút đi, xem có trống vào không? Sút đi. Ôi giời ơi. À đây đổi thủ môn rồi nhá. Sút xem nào, con trống có sút vào không? Tốt đấy. Tốt đấy. Đấy đây anh sút cho. Xem là có bắt được không? Đấy nhá. Đấy cứa lòng con xem. Các bác có thể theo dõi cái trận đấu của Linh đá với cả các em đây. Các Linh sinh đá với đội nhỏ anh của đội bóng tí. Linh sẽ đá cùng với các em nhỏ đây. Đây là quả bóng của các em. Lâu lắm rồi Linh tung bóng mọi người. Mọi người xem Linh tung bóng đây. Lâu lắm rồi tung rồi. Chân này đi bảng nhiều quá. Thành ra nó nặng rồi. Không điệu nghệ rồi các bác. Từ trước mình hay biểu diễn nhiều lắm. Giờ không biểu diễn được rồi. Ui. Ngày xưa hay đá hay lắm. Mình gọi là biết đá một tí thôi. Ra ngoài mà. Ra ngoài mà. Thế mọi người xem đi đá rồi xuống đây. Xem nó như thế nào. Có bắt được không? Anh xuống mạnh nhá. Mọi người xem nó như thế như Messi thật. Nhưng mình lại thích là Ronaldo. Gì? Sút tiếp đi. Trong cái lúc mà không có gôn thì Linh sút là hết lực của Linh xem là cho các bác xem. Lâu lắm mình không đá cái chân này nó nặng quá. Chưa có vào. Không? Chạy rồi. Đi chạy xuống cho xem. Cái này nó nhẹ quá. Xong rồi, xong rồi. Bên kia. Bên kia mà áo phít vào. Tạm áo phít vào. Không cần. Mệt quá lửa, luôn đá. Linh với Lửa thì ngày xưa là hay đi đá bóng với nhau. Từ lúc nhỏ luôn các bạn. Sau đó cũng đi đá rất là nhiều giải. Toàn quốc nữa. Bây giờ do không có duyên anh em làm cầu thủ nên là phải chấp nhận về bây giờ. Giúp bà con.
đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy trốn đây. Tăng lên, tăng lên. Chạy lên, chạy lên. Nhân bắt đầu luôn. Anh quá rồi, anh đoán mệt. Cô thủ Tám Vĩ Linh đã rời sân. Thôi có gì thầy cứ dạy các em nhé, xin phép về đây. Ok ok vâng, em nhé. Chúc thầy sức khỏe nhé. Rồi, cảm ơn thầy. Thôi về nhé. Vâng, tạm biệt các em nhé. Tám Vĩ Linh. Lắm tập lên nhá. Ừ, đâu củ tông đấy nhỉ? Củ tông này. Đây là thầy định dậy nào. Đúng. À. Cố lên, cố lên. Ông truyền rồi, truyền rồi. Đấy, trước tôi bây giờ truyền nào. Truyền nào, thì đứng đây truyền nào. Đứng vào sân cỏ đây, đấy. Đấy. À, đấy. À, đội mới thắng ở bên này rồi. À. Thua ra ngoài rồi. Đội em vào đây. Đấy, căng lên nhá, căng lên nhá. Ai à, tôi biểu diễn nữa rồi. À, à, đá cả hai chân, tôi đá cả hai chân. Đấy, đấy. Thôi nhá, tôi đi nhá, cố gắng, anh đi về đây. Vui quá các bạn. Thực sự là lâu lắm rồi Linh mới đá bóng. Thì chắc khả năng là về thôi. Nói chung là ra để động viên các em, tinh thần cho các em là tập bóng. À, trong cái chương trình ngày hôm nay thì nó rất là khác, các bác có thể thấy rằng là thể thao nó phải đi đôi với sức khỏe. Thì chúng ta phải tập thể thao thì chúng ta có sức khỏe được. Tiền bạc cũng không thể mua được sức khỏe. Chúng ta phải có một cái sức khỏe thật tốt thì công việc chúng ta đi đâu hay làm gì thì nó sẽ đảm bảo cho cái công việc chúng ta. Nói chung là mong là tất cả mọi người hay khán giả trên kênh của Mỹ Linh chúc các bác luôn mạnh khỏe bên gia đình và luôn giữ gìn sức khỏe để làm được nhiều việc tốt hơn. Video của Linh đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và đồng hành với kênh của Thà Mỹ Linh. Các bác thì hay nhớ để hãy đăng ký kênh của ủng hộ kênh Thà Mỹ Linh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bác nhá. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhá.
Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà, là mật chuẩn nha các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nha các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Minh Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nha các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Minh Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra, giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.